Chào các bạn, mình là Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một quyển sách mang tên đó là Hiểu về trái tim, nghệ thuật sống hạnh phúc của tác giả Minh Niệm. Thật ra, đây là một phần quà khi mà mình join vào tổ chức SNS, một tổ chức phát triển bền vững. Mình thì rất là thích đi workshop và trong những buổi workshop thì sẽ có quà. Ê nè nè, tôi không phải là đi workshop chỉ vì quà không thôi. Nhưng mà có quà mang về thì nó sẽ vui hơn, đúng không? Và cá nhân mình nha, mình đánh giá là sách là món quà lý tưởng và có thể áp dụng được vào cuộc sống nhất. Trùng hợp là quyển Hiểu về trái tim á, thì chưa có trong tủ sách của mình. Và mình cũng vừa mới đọc xong quyển Trí óc minh mẫn. Và đây được tính là một cái thể loại sách mà mình yêu thích. Tiết lộ thêm với mọi người á, gần đây á thì mình đang tính mở rộng thêm những cái nội dung mà mình đọc và mình đang khá là tò mò muốn tìm hiểu về chủ đề design thinking và mình không biết là nên mua cuốn nào trong những trong cái chủ đề đó. Nếu mà các bạn nào có một cái gợi ý nào hoặc là một cái idea nào đó thì có thể comment phía dưới cho mình ha. Và hy vọng nha, quyển sách đó sẽ là một phần quà trong những buổi workshop tiếp theo mà mình đi. Vật chất quá à. Không được tặng thì mình mua, nhưng mà được tặng thì nó sẽ thích hơn, đúng không? Giới thiệu về tác giả đi. Thì tác giả Minh Niệm xuất gia khi vừa mới hoàn thành tốt nghiệp trung học phổ thông, với khao khát là khám phá bản thân, đi tìm giá trị của con người giữa bộn bề lo toan của cuộc sống. Ông là người sáng lập nên dòng thiền hiểu biết, Understanding Meditation, một loại thiền đi sâu vào bên trong bản thân. Tác giả Minh Niệm còn tạo ra những cái postcard có giá trị. Một trong những cái sự kiện tác động lớn nhất vào cuộc đời tác giả đó chính là cái sự kiện ba mẹ ông mất một cách đột ngột. Lúc ấy thì mọi thứ trong ông sụp đổ, cái tôi vỡ vụn. Sau những cái đấu tranh giành xé, thầy bảo thầy như thấy mình được sống trở lại. Tới phần giới thiệu về tác phẩm đi. Thì nếu mà mọi người để ý, mọi người sẽ thấy là trong những chiếc review sách của mình sẽ hiếm đề cập đến câu hỏi là quyển sách này dành cho ai. Vì mình có suy nghĩ là nếu mà bạn đã tò mò và bạn muốn đọc rồi ấy, lúc đó bạn đóng một cái vai trò chủ động tiếp thu những gì trong sách truyền đạt, thì lúc đó quyển sách đã dành cho bạn rồi. Hiểu về trái tim á, khác với những quyển sách khác là thay vì chia theo những cái phần lớn thì lại chia thành những cái mục nhỏ như là khổ đau nè, tình thương nè, tình yêu nè, hạnh phúc nè, tức giận, vân vân. Mình thấy khá là hay. Ví dụ như đối với những bạn đã đọc sách qua rồi nhưng mà vào một cái giai đoạn nào đó bỗng nhiên bạn thấy mình hạnh phúc, bạn có thể lật ra cái mục hạnh phúc và bạn xem lại. Cũng vào một cái giai đoạn nào đó tự nhiên bạn thấy trong mình có một cái thành kiến, thì bạn có thể lật ra một thành kiến và đọc lại. Gợi ý mà mình dành cho các bạn đó là bạn đừng chỉ đọc mỗi một cái mục đó không. Hãy đọc thêm một mục nữa, vì những cái mục ấy nó thường sẽ có liên quan đến nhau. Tới phần đi sâu vào cảm nhận cá nhân của mình đi. Thì khi mà vừa mới đọc sách những cái trang đầu, mình bị sững người bởi một cái câu hỏi của tác giả. Đó là ta thường hay hỏi là đời đã làm gì được cho mình. Nhưng có bao giờ mình tự nghiệm lại và hỏi là mình đã làm gì cho đời không? Trong những cái mục này nè, sẽ có kèm vào đó những cái câu chuyện mà tác giả kể rất là hay. Hay vì nó lạ, ý nghĩa, nhưng mà cũng rất là đời thường. Để mình kể cho mọi người một câu chuyện ha. Một chú tiểu dù đã xuất gia đã lâu, nhưng mà có một cái tật là ăn cắp vặt. Các huynh đệ thì cũng nhiều lần bắt gặp và báo lại cho sư phụ biết, nhưng mà hầu như sư phụ chẳng có một cái phản ứng gì cả. Thế rồi lại một hôm, chú tiểu ấy lại dở cái thói ăn cắp, nhưng mà lần này lại là ăn cắp một món đồ rất có giá trị. Bị các sư huynh, sư đệ của mình bắt tại trận và kiến nghị lên với sư phụ là phải đuổi chú tiểu ấy ra khỏi chùa ngay lập tức. Nếu là các bạn có đồng ý đuổi chú tiểu ấy đi không? Các sư huynh, sư đệ còn nói thêm đó là nếu mà lần này không đuổi chú tiểu ấy đi thì họ sẽ là người ra đi. Vị sư phụ trầm ngâm một hồi lâu rồi gật gù bảo: các con muốn đi đâu thì cứ đi, các con đã đủ lớn có thể chịu trách nhiệm được cho những hành động và lời nói của mình,
thì cho dù ở đâu, làm gì, cái con vẫn sống được. Còn chú tiểu này còn quá dại khờ, cần phải ở lại với ta để mà tu tập thêm. Mọi người nghe xong câu nói đó của sư phụ thì đều bàng hoàng. Mình đọc tới đó mình cũng bàng hoàng nữa. Cũng phải nhìn lại chính mình, nhìn lại cái mà mình cho là nguyên tắc trong lòng mình nữa. Bên cạnh đó thì mình cũng note lại những cái câu rất là hay trong sách, như là cực có khổ hay không là tùy vào thái độ của mọi người. Có khi ta không nắm mà lại nắm được tất cả. Có khi ta muốn nắm mà chẳng nắm được gì. Nhiều khi ta không thoát khỏi vực thẳm khổ đau, không phải vì ta không đủ sức, vì ta muốn chìm đắm trong cảm xúc quặn đau ấy để tự thương hại bản thân mình. Người ta thường gọi đó là thú đau thương. Dù ta có phải chuốc lấy thất bại thì đó cũng là một bài tập để ta kiểm chứng lại cái thái độ sống bám víu. Qua đó thì giúp mọi người hình dung thêm về quyển sách được rồi ha. Cuốn sách này sẽ đi sâu vào bản thân đúng nghĩa luôn. Việc mình làm là vì bản thân mình vốn như vậy, hay là mình làm để mà tìm kiếm sự tán dương ở bên ngoài? Vì chúng ta tha thứ cho một ai đó đơn thuần là ta tha thứ cho họ, hay là còn những cái vụng ý đi kèm? Nếu mà đối phương á đang mắc nạn tìm kiếm sự giúp đỡ của ta, mà ta còn tranh thủ xen kẽ vào đó những cái quyền lợi cá nhân mình, thì mình không dám nhận xét thêm, cũng chưa dám trả lời trong giờ phút này. Một điều nữa mà mình có thể áp dụng vào cuộc sống sau khi mà đọc xong quyển sách này á, đó là mình khá là thích cái khái niệm quy luật cân bằng cảm xúc. Tức là khi mà ta hiến tặng bằng tất cả tấm lòng á, thì không những vũ trụ sẽ đền đáp lại cho ta, mà ngay cả năng lượng của người nhận á, cũng sẽ được hút về đưa về cho ta. Và khi một ai đó gây cho ta một cái sự tổn thương nào đó, thì theo quy luật cân bằng cảm xúc, người đó cũng sẽ nhận lại một cái tổn thương tương đương, vì họ đã nợ ta một cái cảm xúc xấu. Có thể là không phải là ta trực tiếp trả lại cho họ, nhưng mà yên tâm đi, vũ trụ rồi cũng sẽ có một cái sự sắp đặt, một cái sự bố trí tương đương cho họ. Nghe nó tâm linh, nghe nó cao siêu quá đúng không? Nhưng mà nha, cá nhân mình á, mình lại cảm thấy có phần hợp lý và nó đúng với cái quan điểm sống của mình. Gieo gió thì gặt bão. Cuốn sách lần này mình đánh giá nha, nặng. Đối với những cái tác phẩm khoa học á, thì chúng ta có tưởng là nó sẽ khó hiểu vì có nhiều thuật ngữ ha, nhưng mà không. Căn bản là cái ý của nó ở yên đấy, 10 năm hay là 30 năm thì cái lượng kiến thức có thể là nó sẽ update thêm thôi, nhưng mà căn bản nó cũng dựa vào cái nền tảng đó đi lên. Còn đối với những cái quyển sách tâm linh ha, thì nó chỉ là những cái hàng chữ đơn giản thôi, ai biết đánh vần thì đều có thể đọc được. Nhưng mấy hàng chữ á, nó như biết chạy vậy đó. Ở độ tuổi này mình đọc, thành thật nha, hiểu thì mình có hiểu đó, nhưng mà để nghiệm, để mà gặt hái được hoàn toàn á, thì mình xin trả lời là chắc là chưa đâu. Mình cần phải có những cái trải nghiệm thêm. Mình từng đọc qua quyển vài tác phẩm tâm linh, không phải là quá nhiều, nhưng mà ở quyển sách Yêu của tác giả Osho đi, thì để lại cho mình một cái câu hỏi to đùng về cái tôi. Ở tác phẩm Sợ Hãi của tác giả Thích Nhất Hạnh thì có lẽ là mình hơi dở. Khi mà càng đọc về sau thì nó sẽ có nhiều cái từ chuyên quá làm mình khó mà tập trung đọc được. Nhưng đến với tác phẩm Hiểu Về Trái Tim á, thì mình thấy được mình trong đó. Đây thật sự là một tác phẩm mà mọi người nên đọc qua. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn truyền đạt trong video lần này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem hết chiếc video này ha. Và cũng cảm ơn các bạn vì đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.